Rồi bắt đầu thấy đi. Nóng lắm, nóng lắm. Rồi nóng nè. Nóng thiệt nha. Nóng quá, nóng quá. Trò chơi như mới bắt đầu thôi, ta sẽ khắc phục lại chuyện trước. Ngọc quyết định trả thù rồi cha. À nóng quá. Ủa này có thưởng ta? Hai đứa sẽ hết đấu mà thưởng gì? Tao mời mày trả thù quá. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Hôm bữa tao nhường mày thôi. Hay là ăn lại. Vậy rồi. Đảm trước ngồi ăn cơm thôi, giờ đang đói bụng á. Đúng rồi, đang đói bụng. Ngọc đói bụng thôi, muốn ăn chục chấm. Nghe chấm nè. Má ơi. Nè. Ngon. Béo. Hôm nay không có bé nhí nha. Này, à, mày tuổi rồi. Nóng quá. Ôi, dây bánh này. Được nhiều trứng rồi. Con được 2, con được 1 trứng à. Để dọn. Con đang lột trứng thứ 2. Con đang lột trứng thứ 2 chị ơi. Tao lột nhanh nhất. Giờ chấm thôi. Nè nha mọi người. Béo quá. Trứng thứ 3. Ngon quá. Trứng thứ 3. Đây là cách gộp vỏ của người Việt Nam chúng ta. Có một cách rất là dọn dẹp. Khoan. Chị Pháp không biết đâu. Xem đua đột vỏ thứ 3 nha mọi người. Yeah, mình thắng rồi. Ủa thì đột thi đua đột vỏ được vậy. Có kìa nhỏ này. Chấm nhiều lên, chấm nhiều lên cho khán giả coi. Thấy nha. Wow, nhiều quá, nhiều quá. Thứ tư. Thứ tư luôn à. Chúng ta phải ăn chà chà nhiều vậy. Trời ơi, chà nó chảy luôn. Nhắm 20 trứng nhân hết không? Hả? Trời ơi, cái này bình thường. Lột xong trứng thứ tư. Mày chấm là phải chấm như vậy nha mọi người. Chấm thứ 5. Rồi, quyền dữ ta. Chấm nè. Chấm thứ 5 nha. Mày ăn như mày ăn nhét mày vậy mày. Tên ra ăn không? Đúng. Đi nó ăn từ từ chậm rãi. Nếu là chặn này quà thì là ý mà đấu quà được ai người sau cùng thì thua mà. Có thứ sáu rồi. Ý người nào ý giờ ai ăn liều với nhau hết 20 trứng thì quà thì sao thách đấu ăn lên 50 trứng. Yeah, tuyệt vời. Ủa mày chịu cho em. Chịu không? Chịu luôn, chốt nha. Nó càng khó hơn nữa, nước chấm sẽ khác hơn. Trong đảo quá mọi người. Trứng thứ 7. Alo. Gì vậy? Phải không, đủ 20 trứng nha, đếm đúng 20 trứng nha, không ăn gian nha. Mới trứng thứ 6 rồi mọi người ơi. Trứng thứ 7 rồi. Mình mới trứng thứ 7 này, bây giờ mới đầu trứng thứ 7. Nó ăn như ăn thứ 8. Oh my god. Ả đồ, quay quyền ăn dữ ta.
Từ cá. Giữ gì chào. Ngán chưa? Chưa, thứ 9. Alo, phải không? Dạ. À, không biết đến đúng 20 trứng trong dĩa đó, người nào cũng 20 trứng đó. Đó thì thôi đúng không? Ừ. Ngày mới thứ 8 à? Chưa lên ngựa còn dài, đợi còn dài. Mới có băng ngựa à. 10. À. Nó 10 rồi mọi người chơi. Quá, wow, quá quyền dữ cái ta. Nó ốm mình ăn ghê thiệt chứ. Đó là con cá lóc luôn. Đã xin trả thù mà. Ừ, bữa hổm có quyền chơi ăn hai con cá lóc cùng quá lâu. Mình xỉn, mình không có quay, phải mình có thích, mình quay cho cả nhà coi. Có quyền một mình quất cô hai con cá lóc nướng. Trừ được cái đầu. Trời ơi, mới có chiến thương. Thứ 9 nè, còn thứ 10 nữa không? Mười một trứng rồi. Mọi người có 20 trứng nhé, mày gỡ ngoài mày 50 trứng mà mình còn chấp nhận không chi? 50 trứng mà còn nhé dữ luôn. Mình chơi trứng đại điểm. Ôi tao mới ăn trứng đó. Trứng cái sao mày bự mà. Mà không, mình chơi lấy trứng bự như trứng này nữa. Trứng trong nồi vịt, vịt gì á. Thật ra. Ờ đúng rồi, thịt ăn tết á. Ăn trứng đó là bao ngán. Chỉ là đồng đồng là sức rồi. Hai đứa đều 11 trứng hết. Bé Quyền đứa mang giang hết 9. Nè, chuẩn bị nè. Giờ tới 12 nha mọi người. Để dở luôn. Để dở ngoài bay. Hai đứa này ăn còn nhận trứng cút mà ăn cũng dữ ta. Tự đâu ăn. Tự đâu ăn ngán ai ngờ. Thèm mà nó thấy ăn thèm á cả nhà. Cô hai đang chảy chảy nha mọi người. Ăn chảy thèm những lúc miếng này nè. Thầy cô hai ngon quá cả. Ngon quá. Các mọi người cũng đang chơi cơm nè mọi người, nhìn là chắc cũng khoái lắm. Lớn tôi đi ăn. Ủa cũng có người đi ngồi ăn người coi đâu. Thèm quá rồi đó nha. Giờ đã nguội rồi nha mọi người, bắt đầu hơi ngán nha. 13. Mấy Quyền ngán chưa Quyền? Chưa. Mấy Quyền dữ ta. Mày gói thì mới có 12 à. Trái này xuống 13. Con không ăn ngán màu trắng, mà ngán màu vàng. Nó ăn được bình dạy mất 1 trứng kìa. Vậy em mới phá. Vậy là đợt sau hết đấu là không ăn trứng cút nữa, mà ăn hộp gà, hộp vịt. Rồi thấy rồi. Hộp vịt rồi. Giữa. Rồi luôn, rồi chắc luôn. Rồi con cua hết đấu 10 trứng. 10 trứng ngán lắm luôn á. Quá gì càng gấu càng ngấy chứ. Vì hẹn cái mọi cô chú anh chị cho vòng sau là thách đấu ăn 10 trứng gà, gửi 10 trứng. Ăn 20 trứng cút này. Để trứng vịt đi. Cho trứng gà đi. Rồi trứng gà phải không? Trứng gà của mấy ông bán gì á, bán cái gì chi hay có. Trứng gà. Gà nướng. Đúng rồi. Gà luộc kêu với gà nướng vô. Gà nướng ngon hơn. Không được cái viên chiên cho ăn. Cái viên chiên đúng rồi. Cái viên chiên cây có 1.000, 5.000 cây với những tờ. Quay cái là đứa nào cũng chịu quay. Buông cũng được nữa. Rồi, để lần sau tính đi. Ngờ tới đó tính. Cái viên chiên nó sẽ là 7. Chính thế à? Con 10, 14. 14 rồi nè. Bằng thời gian cũng gọi bằng thời gian. Chỉ là lòng tay đụng. Ngang tay ngang sức rồi cả nhà. Ở huyện ăn cũng lẹ thiệt chứ. Hai đối thủ được quá, cân bằng quá. Cái anh chi là con vua nó rồi. Nếu họ ăn được thì giờ mở. Đúng rồi. 15 nè. Alo, dữ ta. Con muốn 15 cũng được. Ờ, cảm thấy sao rồi? Cảm giác bây giờ nó kéo cái bụng quá. Thấy nước nữa. Đúng rồi, mày muốn được uống nước. Nước không cho luôn. Vậy là nãy biết cho thách đấu 30 trứng rồi. Ờ vậy đi. Trời, 30 trứng là biết có đứa nào thua rồi đó là con thua. 5 trứng thôi đúng không? Đúng rồi, 25 trứng đó là đuối lắm rồi á.
Bây giờ bữa sẽ ghi đủ uống nước, giờ đâu có đủ uống nước đâu. Uống nước thì uống được có 10 lít thôi à. Uống nước này dễ mà. Này đâu có cay gì đâu. Đúng rồi. Rồi bữa cũng 2 năm 6 chứ ớt cái gì. Hồi nãy tính là tâm ớt cay mới nghe rất tốn mới được, chứ muối ớt này nó không cay mấy, coi cả nhà. Bữa nay nó xin muối ớt này cho. Muối ớt này mới ngon lắm nha. Đúng rồi, béo béo. Ăn phải chứ muối ớt kia mới cay chứ. Ơi, cái là bỏ cuộc chơi rồi. Cái này là nãy dạy học đâu còn hôm nay đâu. Trứng mấy à? Hình như là... À, 16 rồi. Mày nhiêu? 15. Ủa gì gà vậy? Tao 16 nè. Tao đang 17 nha. Từ từ. Cái quyền như 17 rồi. Ủa quyền 16 hả? 16. Đúng rồi, quyền 16 hả? Ba chị đúng 17, 16. 17 chứ, 17, 16 chứ, 17 đó. Cái này là 16 nè. Chứ có 17 đó. Ủa quê Ngọc thôi rồi. Nè, ba trứng. Người còn ba trứng, đồng đều một cái hàng ơi. Hai đối thủ này công nhận ngang tài ngang sức rồi. Người sáu ơi. Con không bóp được đâu. Con muốn được kiên trì. Cảm giác sao rồi? Ngán thật. Ngán, cực kỳ ngán. Rất ngứa. Đúng rồi, khô hẳn quá. Mới học về quá chứ cảm giác. Mà cũng phải cái quỳ trà chơi, quỳ trá thù. Nghi cái này trả thù không cược quá, đối thủ mà cũng ngang ngửa nè. Mày nhiêu rồi? 18. Tao 18 rồi đó. Ngán ngửa quá. Cố lên, tao sẽ chiến thắng cho mày coi. Mày chết cái gì vậy trời? 19 nha. Đây em mới gần ý nha. Nó mũi trơn. À nhít miệng cho mình. A đù. Đứa nào cũng nghe ngửa nhau chân vậy ta. Mẹ ơi. Rồi cái dĩa của bé Ngọc có lấy ra coi rõ không vậy? 20. Ê. Trời hai dữ luôn á. Lẹ lên, sửa sạn, đứa nào ăn hết đều là hoài, chẳng sao đấu tiếp. Chơi nhảy không kìa. Ngồi nhảy hết kìa. Ê, ngồi chỗ. Đang cút căng thẳng. Thôi, tao thắng rồi nha. Rồi, là bé Quyền có thua, bé Quyền. Thôi, cùng chơi cả nhà nè. Trời ơi, nó nuốt quá trời nuốt rồi. Rồi với Quyền cái đội con trai cả nhà ơi, quay giờ nè cái cách của cái Quyền nữa nha. Rồi xong xuôi ăn rồi nó bài chiến trường nè cả nhà. Rồi cảm giác khi được trả thù rồi sao? Cảm giác con khi được trả thù rất là thoải mái và vui vẻ. Rồi với Quyền ở đây thách đấu không à? Dạ, mày còn có ước điều kiện cái to nữa không mày? Ở đây nè, hẹn khách đấu nào ơi. Ở hết cái viên chiên lần sau hả? Không, bây giờ thách cái viên chiên không phải dễ lắm. Bây giờ thử thách là ăn hột gà vịt trước đi. Hột gà, hột chưa, vịt, hột ăn hột vịt giữa trước đi. Trời ơi, hột vịt giữa là nước đúng không? Ừ. Ê, cái đó ngon mà. Ăn hột. Cái đó 10 trứng được mà. Ăn thử thách học vịt giữa chứ. Học vịt giữa trước đi. Giữa ngon. Ăn nước hai cục trứng này mà no. Cảm giác bây giờ cái bụng sao nè? Nó phùng phục. Đó, cảm giác nước khác. Ăn cua gà rồi. Trận đấu này công nhận căng tài, căng sức. Trả thù được 10 năm chưa muộn. Nhưng mà bé Quyền nó lại thua là tại nó còn trong họng chưa ăn hết. Còn bé Ngọc nó ăn hết nha cả nhà. Tại nó nuốt nhiều quá, còn hai nó tham ăn quá. Từ từ ta ăn rồi hả, nói không chưa trên hô lên 20 chi. Láo được. Cái kích cho những kẻ láo được. Rồi bây giờ sao hẹn đấu sao nè? Mốt con sẽ trả thù. Mốt con sẽ chiến thắng. Mốt con trả thù. Nó sẽ trả thù con nhưng con sẽ vẫn trả thù nó.
Vậy thì con cây nó dụ nó cho không cho con uống nước. Rồi sẵn tâm sự cái nhà là trận đấu mày là đã thắng rồi gắt rồi sao? Nó này con thấy cũng bình thường. Nó còn gáy to quá, trận sau cho nó gáy tiếp. Con thấy mọi người á, Thiên Thiên à, đừng có nên gáy ỏ giống nó, tại vì càng ngày càng chích chìm xuống á. Rồi chẳng bé quyền thì giờ thua chẳng ngày sau này quyền hẹn sau khách đấu móc méo đi. Ngồi xuống một quàng móc méo. Ngồi xuống một quàng. Ngồi thách đấu sau. Bắt tay làm hòa. Kẻ thù. Kẻ thù này là chắc là chặn sau đấu và mở 20 dịch luôn. 19 hả? Ăn cái đó ngán thiệt á. Không ngờ đối thủ hai đối thủ quá trời căng tài căng sức vì sự căm thù mà phải tiêu diệt đứng ngay. Rồi vậy là bây giờ quyết định là chặn sau là 19 hộp dịch giữa phố ghê sao người 19 rồi cái mốt cái viên chiên cá viên chiên đây kìa có 4 đứa 1.000 người sao mà mốt tôi đánh bánh cũng có 4 đứa. Rồi con sẵn con giới thiệu mốt con làm cái kinh mấy đứa tập nấu ăn kìa rồi là làm riêng cho rồi kêu cả nhà vô ủng hộ kinh của tụi con. Nói không? Mai mốt con sẽ có tụi con sẽ có một kênh riêng nên mọi người hãy nhớ ủng hộ tụi con nha, tại vì tụi con cũng thử lần đầu tiên mới quay clip chung với mấy đứa này con cũng hơi ngại ngại. Nếu mà mọi người thấy á, nếu mà clip cũng không có được hay, mọi người cũng cứ ủng hộ đi. Tại vì tụi con cũng lần đầu tiên quay mấy clip tạo nick mới mà, nên mọi người cũng biết. Mốt tái nghiện mới quay. Ê, mốt tạo cho nó mấy đứa nhỏ là một cái kênh tập nấu ăn còn cả nhà. Có hình ngữ có gì cả nhà ủng hộ cho mấy đứa nhỏ nha. Rồi bây giờ là kênh đó là mốt gặp tên gì nè, mốt đặt nha. Ngọc Siêu Nhân. Ngọc Siêu Nhân. Thôi có gì đặt sao nữa làm sao. Bây giờ là nghỉ hè là tập nấu ăn là làm kinh phải không? Con có một kênh rồi mà tại con chưa chỉnh thôi. Rồi vậy là 3 đứa. 4 đứa. 4 đứa hả? Quay nữa. Rồi có 3 đứa chưa có. Con có rồi mà con chưa có đăng đi chứ. Vậy là kêu nhân nhà mốt ủng hộ đi. Rồi bây giờ video cũng dài cũng kết thúc thôi đi. Chào tạm biệt mọi người. Nói mọi người nhớ ủng hộ cái nhà clip này cũng hơi ngắn mà mọi người cũng nhớ ủng hộ và cho một like và đăng ký comment nhiệt nhiều để có 1 triệu sub. Nói cái clip này mới được đánh tiền lần đầu tiên đó thì làm tiệc ăn mừng. Nếu mà có tiền thì tụi con sẽ làm một tiệc ăn mừng rất lớn là clip đó sẽ đăng lên cho mọi người. Ăn lẩu. Ăn lẩu gì? Lẩu Thái. Đúng vậy. Sốt cà chua. Ngon mà. Lẩu Thái cà chua mà. Lẩu Thái rồi. Lẩu Thái cà chua, nước cà chua mà ngon quá ba. Rồi giới thiệu bên mấy đứa không dài cả nhà không biết tên nè. Con tên là Ngọc. Con tên là Quyền. Quyền gì? Ngọc Quyền. Biệt danh của con là. Ui lộ. Tên là gì? Có chứ người những cái biệt danh chứ mày không đâu đâu thằng Phương mà cái thằng xung quanh đó mà thằng An tên thật là An nha mọi người Phương tên nhà rồi trong 4 đứa rồi cả nhà thích ai nhất nè con hỏi mọi người ai trong 4 đứa tụi con mọi người thích ai nhất chắc chắn mọi người trả lời là từ nhỏ nhất rồi xung đúng rồi cả nhà thích thì sao cái nhà thích cứ 1 like còn nếu mà không thích thì chưa cho like không thích thì vẫn cho like sub bình luận rồi đúng rồi đừng có xem chùa là được rồi xem chùa là vô chùa xem hả rồi con á kỳ vậy xin lỗi cái nhà không có câu đó con xin lỗi lời rồi bây giờ chào tạm biệt đi tôi giúp nghe vậy hẹn khách đúng lần sau 19 hộp dịch thôi mới giáo cũng đã dài nha cả nhà mình cũng xin kết thúc đây nha cả nhà thấy hay hãy cho mình 1 like 1 sub 1 bình luận nha cả nhà chào tạm biệt cả nhà bố ơi mày